Dạo gần đây á, thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là tiếp tục ra những cái series sốc văn hóa đi. Thì thật sự là mình tích lũy được nhiều lắm kìa, nhưng mà không có thời gian để quay và edit video. Mà hôm nay á, thì kiên quyết nhất định phải làm thôi. Mọi người đã chờ đợi quá lâu rồi nên phải tiếp tục làm tiếp series sốc văn hóa. Hôm nay chắc là series đã tới phần 7 rồi, mình nghĩ là như vậy. Hy vọng là không sai. Thì hôm nay sẽ tiếp tục 10 điều sốc văn hóa tiếp theo của mình ở Nhật. Dạo gần đây á, thì mình bắt đầu đã gặp gỡ được nhiều người hơn, nói chuyện được nhiều với người Nhật hơn và biết được thêm nhiều điều hơn. Thì điều thứ nhất, thú vị số 1 mà mình thấy là, như các bạn biết đó, nếu mà các bạn đọc nhiều truyện tranh của Nhật hay là đọc báo tìm hiểu về nước Nhật, các bạn sẽ biết là nước Nhật là một đất nước rất là coi trọng tri thức và trong số đó rất là coi trọng toán học. Thì các bạn thấy những cái chương trình của Nhật, những cái thần đồng toán học tính nhẩm tính nhanh gì đó rất rất được coi trọng ở Nhật. Thì ở Nhật á, đối với những người bình thường, các bạn đi gặp họ mà họ hỏi các bạn là bạn có yêu thích toán học hay không, hoặc là bạn có giỏi toán học hay không, nếu mà bạn nói tôi giỏi toán học, hoặc là tôi tự tin toán học, là y rằng trời, ta nói 99% luôn á, là người ta sẽ hỏi bạn câu 11 nhân 11 nhiêu, 12 nhân 12 nhiêu. Tôi thấy là toán học của mình cũng tốt. Xong rồi ai mà hỏi mình đó là Nhôn, toán học của mày thế nào, mày có thích toán không, mày có giỏi toán không, tôi phải tao thích toán học, tao giỏi toán học. Xong rồi thế nào cũng sẽ hỏi Nhôn, Nhôn 11 nhân 11 nhiêu, 12 nhân 12 nhiêu. Chắc chắn luôn là thế nào các bạn cũng bị hỏi vậy. Ở Nhật ai hỏi bạn có giỏi toán không mà bạn trả lời là giỏi, là thế nào người ta cũng kêu các bạn tính nhẩm cái kiểu bình phương đó. Vì vậy nên để chứng tỏ bản thân thì các bạn hãy thuộc sẵn trong đầu những cái bình phương 11, 12, 13, 14, 15 đến 20 đi, là chắc chắn sau này sẽ có ích cho các bạn khi ở Nhật. Rồi, cú sốc văn hóa số 2. Khi mình sang Nhật á, thì các bạn biết đó, mình đi dạy thêm tiếng Anh thì sẽ có những cái lúc mà ngồi tám nói về kinh tế, địa lý, văn hóa, chính trị ở Nhật. Thì có một lần mình than với lại học trò của mình là ở Nhật đồ tốt quá. So với Việt Nam á, ngày xưa mình nhớ hoài luôn cái thời ở Việt Nam mà nhà mình á, mua một cái đèn hình quang, mua một cái quạt mà xài 20 năm không sao hết, vẫn còn xài tốt. Còn hiện bây giờ, cái thời bây giờ, các bạn đi ra mua quạt á, xài 1-2 tháng là nó hư hết trơn rồi. Họ bắt đầu động cơ nó lặt lè, xài không tốt. Hoặc là những cái đèn tròn, các bạn biết bây giờ cái phổ biến ở Việt Nam là xài tường thạch cao, xong rồi có mấy cái lỗ, các bạn xoay đèn tròn vào trong mấy cái lỗ đó. Những cái đèn đó hư nhanh cực kỳ, bản thân mình thay hoài, 1 tháng 2 tháng là thay một lần, 2 tháng là thay một lần, mấy cái đèn đó nó hư nhanh. Mà mình nghĩ là đèn led thì cái thời hạn của nó phải, cái thời hạn, cái giờ, số giờ mà đèn sử dụng phải lâu đúng không, mà nó hết nhanh lắm kìa. Nhưng mà mình không hiểu tại sao, giống như là người ta quá coi trọng cái mà cái giá trị vật chất, hay là người ta cứ sản xuất càng nhiều càng tốt, mà nó không không coi cái không coi được cái quality, cái chất lượng của sản phẩm, chỉ làm cho ra nhanh, ra nhiều mẫu mã đẹp thôi. Cái đó bây giờ ở Nhật cũng có, tức là mọi người đều cho rằng là khoa học kỹ thuật của Nhật rất là tốt, xong rồi hàng Nhật xài rất là tốt. Nhưng mà thật ra bây giờ ở Nhật á, họ chú trọng vào bên trong là cái phần mềm, họ phát triển cái phần mềm theo cái khoa học kỹ thuật, như kiểu technology, công nghệ của họ thôi. Còn bây giờ những cái phần cứng á, họ đều cho gia công ở Trung Quốc hết. Các bạn thấy đồ ở Nhật á, hầu hết là làm ở Trung Quốc, mặc dù công nghệ là của Nhật, họ đưa công nghệ của họ về Trung Quốc cho tụi Trung Quốc gia công. Vì vậy nữa mà tại sao, không phải là mình chê trách gì người Trung Quốc, đó là cái xu thế chung của toàn cầu hết rồi, chứ không phải riêng gì người Trung Quốc cả. Nhưng mà vì Trung Quốc đông dân nên những cái nước mà ít dân, hoặc là dân nhân công của nó tốn tiền, ví dụ như ở Nhật nhân công bạn phải trả rất là nhiều tiền, thì họ sẽ đưa vào những khu vực nhân công giá rẻ như Trung Quốc để họ gia công. Thì á, bây giờ cái tiêu chí đầu tiên của họ không còn là làm sao để cho sản phẩm chất lượng xài lâu dài, bởi vì sản phẩm chất lượng mà xài lâu dài thì thứ nhất là nó rất là mắc, thứ hai là người ta xài 30 năm, 40 năm không bao giờ hư thì người ta đâu có mua nữa. Vì vậy nên cái giờ quan trọng là phải làm cho năng suất cao, chất lượng vừa phải. Năng suất cao thì chúng ta bán đại trà, bán cho nhiều người, năng suất cao giá rẻ mà nó nhanh hư. Vì vậy nên một thời gian đó hư thì người ta sẽ có nhu cầu mua cái mới. Ví dụ như điện thoại, các bạn thấy ở Nhật đó, người ta thay điện thoại liên tục, người ta bán điện thoại cho những cái cửa hàng đồ rẻ, cửa hàng second hand rất là nhiều, bởi vì đó, người ta tiếp tục xài một thời gian nữa nó cũng hư rồi. Nó hư và nó cũ rất là nhanh. Như các bạn thấy, ví dụ như những cái như là iPhone chẳng hạn, thì cái vỏ của nó cực kỳ nhanh hư luôn.
thay vì là người ta bỏ nhiều tiền để người ta làm một cái vỏ chất lượng thì làm những cái đó sau này người ta đâu có mua cái mới nữa, nên người ta làm những cái tầm thường thôi. Các bạn xài chừng một năm là các bạn sẽ thấy cái iPhone của các bạn cũ xì rồi, vậy nên các bạn sẽ có một cái khao khát đi mua cái iPhone mới. Thì cái đó là bây giờ là tâm lý chung của thị trường rồi, nên cho dù là ở Việt Nam hay ở Nhật đi nữa, nó chỉ khác nhau ở cái chỗ công nghệ thôi, còn cái chất lượng mà chất lượng phần cứng á, thì nó cũng như nhau à, đều là từ gia công từ những nơi có nhân công rẻ, và cái tiêu chí chỉ là năng suất làm ra cao thôi chứ không còn là chất lượng cao nữa. Tiếp theo cái shop thứ ba của mình, bắt đầu khi mà mình ở Nhật lâu dài rồi á, thì shop văn hóa không còn là tại sao nó quá khác với Việt Nam như vậy thì mình sốc, mà bắt đầu bây giờ mình có những cái sốc văn hóa nó hơi ngược ngược một tí xíu. Ví dụ như là sốc so với những gì mình suy nghĩ về Nhật. Ví dụ như ban đầu mình suy nghĩ là Nhật là một đất nước rất là sạch sẽ, mọi người sẽ không có ai xả rác. Nhưng mà thật sự là bây giờ chỉ có với người già thì họ giữ gìn sạch sẽ, còn những người trẻ bây giờ hoặc là họ xả rác cũng rất là nhiều. Thì mình thấy là đất nước nào cũng vậy, Việt Nam cũng vậy, Nhật cũng vậy, thì cái sẽ có một cái khoảng cách rất là lớn giữa những thế hệ. Thì thế hệ đi trước họ sẽ có những cái suy nghĩ sâu sắc hơn, chín chắn hơn, con người của họ cũng sẽ tốt hơn. Giới trẻ bây giờ thì rất là năng động, rất là nhiệt tình, rất là đầy hoài bão, nhưng mà sẽ thật sự là giới trẻ bây giờ đã bớt đi những cái giá trị nhân văn hơn so với lại cái lứa thời trước. Thì ở Nhật cũng vậy, đi ra đường bây giờ mấy đứa con nít cũng hút rác, thanh niên trai tráng cũng hút thuốc rồi chọi ngoài đường, là những chuyện đó tồn tại mình cũng thấy nhiều. Còn người già họ thật sự là rất là trân trọng đường phố, rất là coi trọng cái sự sạch đẹp. Mình từng thấy ở cái khu nhà mình thì có rất là nhiều nhà trồng những cái cây mà có trái lớn, ví dụ như là trái hồng, trái lựu, trái gì đó, trong giống trái bưởi rất là nhiều. Thì tới mùa vừa rồi, đầu mùa hè, mùa hè sang thu, nó đụng trời, trái nó đụng quá trời, đụng xuống. Xong rồi á, mình đi mình thấy ví dụ như người trẻ, một á là họ không quan tâm, không để ý, họ đi ngang qua. Hai á là có những đứa trẻ con nó còn đá văng đi nữa. Còn á người già lần nào mình cũng thấy luôn, cầm lấy những cái trái đó xong đặt lên trên cái tường nhà của cái nhà đó. Ban đầu á thì mình còn nghĩ là giống như chắc là trái còn ngon, còn tốt, còn ăn được thì mới đặt lên. Mà sau đó thì mình biết là mấy cái trái đó người Nhật họ trồng chơi cho vui thôi, chứ họ không có ăn. Vì vậy những cái đó không có giúp ích được gì hết. Những người đó họ đặt lên đó là để cho chủ nhà thấy, đi ra lụm và làm sạch cái khu đất công cộng phía trước nhà họ. Tại vì đó là nơi mà người ta đi qua đi lại nên phải giữ cho sạch sẽ. Mình thấy là điều đó rất là ý nghĩa. Hoặc là những cái khu đổ rác, đi ra cái khu mà để vứt rác á, thì lúc nào các bạn cũng thấy là chỉ có người già mới lau dọn khu đó. Hoặc là những lúc sẽ có quạ đến, họ nó cắn rác văng tùm lum la, thì chỉ có người già mới là người dọn dẹp. Nếu các bạn để ý ở Nhật, rất là hiếm khi nào mà các bạn thấy là một bạn trẻ tự giác ý thức dọn dẹp rác. Như bản thân mình thấy là mình cũng là người gọi là có ý thức cao hơn so với lại nhiều người rồi. Nhưng mà ví dụ như mình thấy rác thì ý thức cao lắm của mình là mình cầm mình vứt vào sọt rác thôi, chứ không có chuyện mà mình thấy rác tứ lưu tua xong rồi mình đi lấy chổi lấy gì đó dọn dẹp lại đâu. Mình không có ý thức cộng đồng cao đến mức đó. Nhưng mà người già ở bên này thật sự là ý thức họ cực kỳ cao, không phải là việc của họ, họ cũng sẽ mang chổi mang đồ ra quét dọn sạch sẽ. Xong rồi ở Nhật á thì còn có một cái hội là những người đi dọn rác buổi sáng, tức là sáng 5 giờ là sẽ cầm bao ni lông xong rồi đi ra dọn rác. Thì mình đi gặp cái hội đó rất là nhiều. Và lại có một lần thì học trò mình rủ mình đi, tại vì ổng theo đạo Phật. Thì những người đạo Phật họ đi theo làm cái đó rất là nhiều. Và mình đi ra chỉ thấy những ông bà già thôi, con nít thì không có. Thì có lẽ một phần là do con nít Nhật bây giờ rất là khổ sở với việc học, việc đi làm rồi đồ này kia nên cũng không có thời gian. Có những người già họ rảnh thì bắt đầu họ mới nghĩ cho công cộng, cho môi trường, không bao giờ thấy con nít luôn. Còn như mình là được rủ mới đi một lần rồi thôi, chứ mình cũng tự bận rộn với công việc của mình cũng không bao giờ đi. Thì mình thấy là lúc trước cứ suy nghĩ là nước Nhật là một nước sạch sẽ, cả nước Nhật đều sạch sẽ, thì cái đó không có đúng. Chỉ có một bộ phận nước Nhật sạch sẽ thôi. Còn bây giờ giới trẻ nó cũng đã bắt đầu bại hoại rồi. Nói như vậy hơi quá, nhưng mà thật sự là bắt đầu sẽ có những cái tình trạng không tốt rồi. Thì cũng như ở Việt Nam thì cũng sẽ có những người
như vậy. Rồi, cú sốc văn hóa tiếp theo của mình là như các bạn thấy ở Việt Nam á, là ở trong phường, khu phố thì mỗi buổi sáng tầm khoảng 6-7 giờ sẽ có phát thanh lên đọc một số cái tin tức gần đây, hay là có khi đọc những cái tin tức từ mấy kiếp trước rồi, nhưng mà thường thường buổi sáng sẽ có để cho mọi người tỉnh dậy rồi nghe tin tức kiểu đó. Nhưng mà ở nhỏ thì họ không có phát buổi sáng. Nhưng mà mỗi buổi chiều tầm khoảng 5 giờ, khác ở mỗi địa phương nha, có người 5 giờ, 5 rưỡi, có lúc 6 giờ. Nhưng mà thông thường là tầm khoảng 5 giờ, đến mức mà người ta gọi nó là Goji Cham Mừng. Tiếng chuông lúc 5 giờ. Cái giai điệu á, mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà cứ tầm khoảng 5 giờ là nó sẽ phát cái giai điệu đó lên. Thì á, ban đầu á, mình hỏi thì có một số cái giai thoại rằng á, là cái tiếng chuông đó là để gọi con nít buổi chiều nó đi chơi đã rồi nó phải về ăn cơm. Nhưng mà thật ra cái giai thoại đó nó cũng không có đúng. Tại vì con nít nó đi học rồi, nó đi học thêm nhiều giờ khác nhau rồi, có nhiều cái khác nữa chứ cũng không phải là để gọi về ăn cơm. Thì sau này mình hỏi biết là đó là cái loa của địa phương luôn luôn phát vào cái tầm giờ đó buổi chiều để xin chào các bạn, mình đã quay trở lại đây. Vừa rồi máy nó hết pin, thế là mình phải đi sạc pin với lại đi pha một ly sữa Miller. Trời lạnh, pha sữa uống rất là ấm. Ok, bây giờ mình đã sẵn sàng để tiếp tục. Vừa rồi mình nói đến tiếng chuông lúc 5 giờ. Thì ở mỗi cái phường, cái khu phố ở Nhật á, thì nó sẽ có lắp những cái loa phát thanh. Thì ban đầu á, cái mục đích của nó là để truyền đạt những cái thông tin cần kiếp từ phía chính phủ đến người dân, ví dụ như những thông tin về tình hình chính trị quan trọng, hoặc là những thông tin về vấn đề tị nạn, ví dụ như có động đất, sóng thần hay là bão xảy ra thì chính phủ sẽ thông báo cho người dân cái khu vực mà bị xảy ra cái thiên tai đó bằng thông qua cái loa đó. Vì vậy nên vào những lúc mà thời bình, không có chiến tranh, không có bạo loạn chính trị hay là không có thiên tai gì hết á, thì cứ chiều 5 giờ nó sẽ phát ra một cái đoạn nhạc, một cái giai điệu ngắn ngắn như vậy để bảo đảm rằng mỗi ngày cái loa đó vẫn hoạt động bình thường, vẫn có thể đưa được thông tin, truyền đạt được thông tin đến người dân bất kỳ lúc nào. Cái đó là cái thông tin mà mình nhận được, lý do tại sao có cái tiếng chuông vào lúc 5 giờ như vậy. Thì mỗi tỉnh có một tiếng chuông khác, cũng khá là thú vị. Mình sẽ để lại một phần ngắn những giai điệu mà mình biết cho các bạn nghe. Sốc văn hóa tiếp theo về dáng đi của phụ nữ Nhật.
nếu như mà các bạn sang Nhật, các bạn để ý á, thì bởi vì ở Nhật người ta đi bộ rất là nhiều nên các bạn rất là dễ quan sát thấy là người Nhật á, đặc biệt là phụ nữ, phần lớn phụ nữ Nhật đều đi mũi chân chết vào nhau. Ví dụ như chúng ta khi mà bước á, thì hai mũi chân sẽ thẳng hàng, bước 1, bước 2, bước 1, bước 2, hoặc là khi đứng á, thì sẽ chết ra khoảng 45 độ như thế này, thường là như vậy. Còn khi phụ nữ Nhật đi á, họ sẽ chĩa hai cái mũi chân vào nhau, họ bước đi và họ cho rằng đi như vậy là nữ tính hơn. Rồi cứ người này học người kia riết rồi cái phần lớn mọi người đều đi như vậy hết. Khi đứng cũng vậy, các bạn sẽ thấy là phụ nữ Nhật đứng thường cũng sẽ cả hai mũi sẽ nhích vào nhau chứ không ít khi nào mà đứng chữ V như như mình đứng hết. Ngồi cũng vậy. Thường thường các bạn thấy á, là ở Việt Nam nè, ở nước ngoài cái nước phương Tây á, phụ nữ ngồi thường hay bắt chéo chân. Không tính đến chuyện là bắt chéo chân nhiều thì nó có hại cho máu lưu thông, nhưng mà bắt chéo chân là một cái hình thức ngồi rất là sang, mà phụ nữ thường hay ngồi, bản thân mình ngồi cũng hay bắt chéo chân. Nhưng mà phụ nữ Nhật không bao giờ các bạn thấy họ bắt chéo chân, đi lên tàu không bao giờ các bạn thấy có người ngồi mà bắt chéo chân cả. Thường là họ sẽ ngồi theo cái kiểu là chụm hai đầu gối lại và hai cái cẳng chân sẽ ra xa, giống như là nó sẽ tạo thành hình chữ V ngược á. Với cái kiểu ngồi như vậy nó mới nữ tính. Rồi như các bạn thấy là trong các anime á, nếu mà các nhân vật nữ mà ngồi bạch xuống đó, lúc nào họ cũng sẽ ngồi cái chân của họ thành hình chữ W bởi vì ngồi như vậy mới nữ tính. Thì cái ý niệm về tính chất làm sao cho nó mềm mại, nó nữ tính, nó ăn sâu vào tâm trí của phụ nữ Nhật, nó lúc nào cũng thấy là phụ nữ Nhật họ lúc nào cũng thể hiện sự nữ tính, đi đứng cũng cảm thấy là họ yếu hơn người ta bởi vì họ đi rất là mềm, đi rất là nghi ngay chân về nhau. Nhưng mà họ lại đi rất là nhanh có khả năng đi rất là nhanh, chạy rất là nhanh bởi vì ở Nhật đi bộ rất là nhiều, chạy tàu cũng rất là nhiều. Nên thấy là mặc dù là thể hiện rất là nữ tính nhưng mà họ rất là khỏe. Rồi một trong những cú sốc văn hóa tiếp theo á, là khi mà mình mới qua học về những cái bộ chữ của Nhật, katakana, hiragana, kanji, thì á, như hầu hết những du học sinh khác, như hầu hết những người nước ngoài khác nghĩ về những bộ chữ của Nhật, mình nghĩ là à, katakana là bộ chữ chỉ dùng để phiên âm. Nhưng mà thật ra không đúng như vậy. Trong suy nghĩ của người Nhật á, thì katakana là bộ chữ đúng, thứ nhất là nó để phiên âm những từ nước ngoài, nhưng mà đối với họ còn là cách để nhấn mạnh. Có lẽ là mình đã chia sẻ với các bạn trong video clip trước là thí dụ như trong tiếng Việt mình muốn nhấn mạnh thì mình viết in hoa lên, ví dụ như là xin chào em lần cuối, vĩnh biệt, cái mình sẽ viết hoa chữ vĩnh biệt lên. Trong tiếng Nhật đó, thì họ thay vì vĩnh biệt hay họ sẽ nói sayonara ghi bằng hiragana, thì khi họ muốn nhấn mạnh họ sẽ ghi sayonara bằng katakana. Thì như vậy là một cái cách của họ để nhấn mạnh. Vì vậy nên trong cái tư tưởng, cái quan niệm của họ là cái mà dùng để phiên âm họ sẽ gọi nó là furigana. Thì furigana là một sự kết hợp phiên âm của katakana và hiragana khi một cách gọi là phù hợp với tình huống. Ví dụ như khi các bạn biết rakisho là cái resume bằng tiếng Nhật á, là cái sơ yếu lý lịch bằng tiếng Nhật, thì á, nếu như mà tên của bạn là tên Latin, tên viết bằng Romaji á, thì các bạn sẽ phiên âm ở phía trên của nó bằng katakana. Kéo nếu mà các bạn để ý cái chữ mà người ta để chừa chỗ trống cho các bạn ghi, người ta sẽ ghi là furigana, có nghĩa là phiên âm, thì các bạn sẽ phiên âm katakana lên đó. Rồi thí dụ như tên của một ai đó mà ghi ở phía dưới bằng katakana rồi á, ví dụ như mình tên Nhung mà ban đầu mình không ghi chữ đặng Thị Hồng Nhung bằng bằng Romaji, bằng tiếng Việt của mình, mà mình ghi bằng katakana là ni chisayu với lại thì phía trên á, furigana mình phải viết bằng hiragana. Rồi ví dụ như tên của mình bằng kanji á, thì ở phía trên sẽ viết bằng katakana. Có nghĩa là tùy vào trường hợp mà cái furigana nó sẽ khác nhau. Thì khi mà các bạn nói với người Nhật bằng cái là dùng cái gì để phiên âm thì họ sẽ nói là furigana. Cũng như các bạn đọc báo á, thì trên tờ báo á, sẽ tờ báo Nhật á, thì nó sẽ viết dọc. Thì thi thoảng có một số kanji họ cũng nghĩ rằng là dân họ nhìn đọc không ra được, cái họ cũng sẽ phiên âm kế bên, thì những cái phiên âm đó gọi là furigana chứ không phải là katakana. Thì ban đầu mình sang mình nghĩ là bất cứ từ gì mà không phiên âm được hay là từ tiếng nước ngoài gì đó là sẽ ghi bằng katakana, thì không đúng. Cái sốc văn hóa tiếp theo của mình á, là về việc người Nhật sợ mập. Người Nhật họ sợ mập ghê lắm luôn, mà thật sự thấy á, là người Nhật họ họ đi bộ nhiều họ làm việc cực lực nên nó ít người mập lắm. Còn những người mà mập á, là kiểu như cái thể trạng của họ dễ mập, ăn cái gì cũng mập. Nhưng mà không hiểu sao người Nhật kể cả nam kể cả nữ họ đều có rất là nhiều suy nghĩ về sợ mập, chắc là sợ bệnh. Thành ra lúc nào cũng suy nghĩ là phải ăn low carb,
ít calorie, xong rồi phải lúc nào họ cũng thích uống nước có CO2 để tiêu hóa tốt hơn, xong rồi vậy chứ họ họ không có uống nhiều Coca-Cola đồ này kia như mình, mà họ uống những cái nước mà bơm CO2 vô thôi. Tức là bình thường nước bình thường mà có CO2 vào đó, thì nó giúp các bạn ăn uống tiêu hóa rất là tốt, xong rồi có thể là không có bị chướng bụng. Tại vì các bạn có thể ở hơi ra, ở các khí ra nên không có bị chướng bụng. Nhưng mà họ không uống các loại nước mà có đường nặng như là Coca-Cola. Xong rồi các bạn sang Nhật á, thì các bạn thấy là hầu hết các loại nước nào cũng có cái loại nước không có calorie giảm béo. Ví dụ Coca-Cola bình thường sẽ có Coca-Cola không đường, không calorie, rồi Pepsi, rồi các loại cider mình uống cũng sẽ có những loại cider không calorie, không đường, rồi luôn luôn như vậy. Mà cả nam lẫn nữ đều rất quan trọng về cái việc là phải giữ mình không có được ăn uống nhiều. Nên cái khẩu phần ăn của Nhật, khi các bạn sang các bạn thấy là đi ăn ở Nhật cái khẩu phần ăn nó ít lắm kìa. Còn ví dụ như các bạn đi ăn ở Việt Nam mà vào quán vào tiệm ăn là chén nào chén nấy, tô nào tô nấy tô đùng, mà còn ở Nhật á là nó nhỏ, nó vừa phải. Các bạn ra siêu thị ra combini cũng vậy, một cái phần khẩu phần ăn trưa nó ít xỉn à. Ăn như như một bạn nam ở Việt Nam đi thì chắc ăn chỉ được 1/3 bụng, bạn nữ thì chắc được 1/2 bụng. Còn người Nhật là họ ăn ít xỉn à, họ ăn gọi là đủ dinh dưỡng chứ không có cần ăn nhiều. Vậy nên nước uống cũng vậy. Họ rất là thích uống các loại trà oolong, trà dingo tea, trà táo để giảm mỡ, xong rồi uống nước thì cũng uống nước salada kiểu như vậy. Tiếp theo là về một cái thói quen mà mình thấy rất là xấu của người Nhật, đó là họ hút thuốc nhiều kinh khủng, nam cũng như nữ. Ở Nhật nữ hút thuốc nhiều lắm, nhiều luôn. Và không phải, nói chung là với họ không phải là hút thuốc là sẽ là rất là xấu hay gì cả. Rất là nhiều tầng lớp hút thuốc, từ tầng lớp cấp thấp những người lao động chân tay đến những người mà ở tầng lớp văn phòng, họ cũng hút thuốc rất là nhiều. Và đến mức mà gọi là lúc nào cũng có thể hút được luôn. Nhưng mà họ chắc là có lẽ là chống lại không được nên phải thuận theo. Vì vậy nên những cái quán ăn ở ngoài đường đều có những cái tạo điều kiện, tạo khu vực cho những người cần hút thuốc có thể hút thuốc. Như trong quán ăn luôn luôn sẽ có phòng hút thuốc. Rồi ở ngoài đường á, thi thoảng các bạn cũng sẽ thấy là khu vực này cho hút thuốc hoặc là khu vực này không cho hút thuốc. Nếu bạn cần hút thuốc hãy đi đến khu vực này. Tức là có chỗ để hút thuốc đó nha, đừng có hút thuốc ở nơi công cộng làm phiền người khác. Nếu còn hút thuốc hãy đi đến chỗ này. Ở trong công viên cũng vậy, nếu như mà những công viên lớn, như các bạn đi ra công viên khu Ikebukuro sẽ thấy là công viên lớn sẽ có một cái khu vực, không phải là cái phòng nữa, mà nó xây tường trắng bốn bên vậy đó. Xong rồi ghi là ai cần hút thuốc thì hãy vào chỗ này hút thuốc. Người ở nhà hút thuốc nhiều lắm. Xong rồi bạn vào phòng hút thuốc sẽ thấy nam có, nữ có, đủ mọi tầng lớp, đủ mọi tuổi tác hết. Xong rồi ngày xưa lúc mà mình đi làm bento, buổi nào mà đi ra, nhất là vào mùa đông trời lạnh, họ hút thuốc càng nhiều hơn nữa. Rồi đi ra đứng trạm xe buýt là thôi, hút thuốc tràn lan đại hải luôn. Mà vào buổi sáng sớm như vậy cũng không có ai quản lý về việc là không hút thuốc nơi công cộng á. Thế là các bà, các cô, các chú cứ móc thuốc ra hút, mùi thuốc là nó tràn ngập mọi nơi luôn. Xong rồi, một điều đáng buồn nữa là hầu hết các bạn du học sinh Việt Nam là con trai sang Nhật đều hút thuốc rất là nhiều luôn. Có lẽ là một phần là do ở nhà hút thuốc sẵn rồi thì chịu thôi, không nói được. Tại vì cha, anh, chú, bác dụ hút thuốc mà phải hút thuốc thôi thì không nói được. Nhưng mà có một số bạn qua đây lúc đó mới có 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp 3, xong rồi kiểu rất là ngây thơ, sang lúc sang thì chưa hề biết gì hết. Sau một thời gian là học các anh nhỏ hút thuốc thì mình nói thật là mình rất là ghét hút thuốc. Mình biết là có rất là nhiều bạn bè của mình đang hút thuốc, thì mình biết là có những cái như là hút thuốc nó không có liên quan gì đến tính cách hay là sự doga otsukurimasu. Doga. Doga video. Doga. Hey, hey. Tsukurimasu. Hey. ここにさ、置いたけどもさ。はい。大丈夫です。もうすぐ死んじゃう。いや、せっかく植えたのにさ、はい、ね、みんな枯れちゃうとかわいそうだしさ、はい、だからやっぱり日に当てないとダメだからさ。はい、はい、そうですね。好きなとこ、空いてるとこどこ使ったとか。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。はい、OK, nói tới đâu rồi? À, mặc dù là mình biết là
rất là nhiều bạn bè của mình hút thuốc, vì hút thuốc nó cũng sẽ không phải là ảnh hưởng đến tính cách hay là ảnh hưởng đến tình cảm quan hệ bạn bè gì của mình hết, nhưng mà thật sự là hút thuốc rất là không tốt cho các bạn, đừng có học theo tuổi nhỏ. Cái thời lớp người đi trước, lớp người mà cả thế giới được nhắc đến là người Nhật họ sống rất là thọ, như bác vừa rồi chẳng hạn, là những người già ở Nhật họ không có hút thuốc nặng vậy đâu. Chỉ có lớp gần đây thì hút thuốc nhiều là mai mốt mấy người đó không có sống lâu đâu, vì vậy nên các bạn đừng có học theo, không có tốt đâu. Rất là mong muốn là những bạn nào mà xem video clip của mình thì hãy suy nghĩ lại. Với lại các bạn Việt Nam mình sang đây mình làm, mình lao động, mình học tập, mình không thể nào mà dư giả tiền như tụi Nhật được. Tụi Nhật nó đi làm một tháng á, thì cái tiền để chi trả cho cuộc sống nó chỉ bằng 1/4 thu nhập của nó thôi, còn 3/4 là nó để đi du lịch, nó để đi mua sắm quần áo, đi gọi là chu cấp cho những cái ước mơ của bản thân, đi mua CD nghe nhạc, đi mua nhạc bản quyền. Ở Việt Nam làm gì mà có tiền để làm những chuyện đó, rồi nó có tiền để nó đi mua thuốc để hút. Còn như các bạn du học sinh sang đây á, làm việc cực nhọc, đi làm 2-3 việc, tiền học phí không đóng nổi, mà đi nghiện thuốc thì thôi chịu rồi, đi mua thuốc mỗi ngày mỗi mua tốn tiền cực kỳ. Thì nếu mà được á, thì cố gắng là đừng bắt chước, đừng hút thuốc, và những ai đã hút thuốc rồi thì cố gắng bỏ thuốc. Tốt cho các bạn mà thôi. Tiếp theo á, ở Nhật á, thì mình thấy có một cái rất là hay là về cái cửa tự động. Ở Việt Nam á, thì các bạn thấy là hầu hết các siêu thị hay là những cái plaza lớn đều có cửa tự động hết rồi, nhưng mà một số nơi thì vẫn phải kéo đẩy. Nhưng mà ở Nhật á, thì nó có một cái hệ thống cửa tự động mình rất là thích, đó là nó có một cái nút, các bạn ấn rồi nó mở ra. Gọi là cửa tự động rồi ấn nút. Nhưng mà nó rất là tiện, bởi vì á, có những lúc bạn muốn ghé vào một cái quán nào đó ăn uống chẳng hạn, nhiều khi bạn chưa hẳn muốn bước vào, chỉ muốn là đứng ở ngoài xem giá hoặc là xem menu, mà tự nhiên cửa mở ra thì nó rất là kỳ. Không lẽ mình không đi vào đúng không? Hoặc là có những cái quán mà gần khu vực đường đi, các bạn đi qua đi lại cứ đi ngang qua nó thì nó mở cửa, thì rất là quật. Thì chủ yếu ở Nhật nó sẽ có cái loại mà cửa tự động, các bạn phải nhấn nút thì mới bước vào, nhưng mà từ bên trong đi ra thì các bạn có thể đi một hơi ra luôn, không cần phải nhấn nút. Tuy nhiên thì với một số quán như kiểu company nhỏ thì nó sẽ có nút ở hai phía luôn, để khi ở bên trong các bạn lượn qua lượn lại thì nó cũng không có mở bung cửa ra. Thì mình thấy cái kiểu đó nó rất là tiện luôn. Thấy rất là nhiều ở quán cà phê, company, siêu thị thì không có, tại nhiều người đi ra vào quá. Rồi mấy cái quán ăn cũng có nữa, tiện cực kỳ. Bởi vì nhiều khi mình đi qua mình đâu có muốn vô đâu, mình chỉ muốn nhìn một cái thôi, mà tự nhiên cửa mở ra mời gọi thì cũng mắc cỡ. Còn bây giờ là thật sự muốn vô thì mới nhấn nút thì cửa mở, mình mới đi vào bên trong, thì mình thấy là cực kỳ tiện. Chưa thấy ở Việt Nam, không biết là bây giờ ở Việt Nam có hay chưa nữa. Rồi, điều cuối cùng mà mình muốn nói trong ngày hôm nay á, đó là bản thân người Nhật họ cũng có gốc châu Á giống như người Việt Nam, nên á, mình cũng thấy một số cái màu sắc xính ngoại rất là đặc trưng của người châu Á nói chung luôn, mà mình thấy rất là nhiều người Nhật họ thể hiện cực kỳ rõ, đó là họ cực kỳ xính những đất nước như là France, như là Pháp hoặc là Mỹ, đặc biệt là Mỹ, cực kỳ xính ngoại, cực kỳ mê Mỹ. Cứ thấy Mỹ là trời ơi giỏi lắm, xong rồi trời ơi thật là tuyệt vời, trời ơi nước Mỹ ghê gớm lắm, và cực kỳ gọi là coi thường những đất nước Đông Nam Á, Việt Nam, Thái Lan, Cambodia, là coi như là bị coi thường ra mặt luôn. Thì nói chung là đó không phải là cái xu hướng chung của tất cả người Nhật, nhưng mà rất là nhiều người coi thường chúng ta. Mà có một số bạn đặt câu hỏi với mình đó là người Nhật có ghét người Việt Nam không chị? Không có, người ta không có ghét mình mà người ta coi thường mình. Thành ra có rất là nhiều bạn khi mà đi làm thì gặp các mọi người Nhật thì đối xử rất là vui vẻ, rất là quý, nhưng mà họ coi thường mình, họ không cho rằng là mình có cái gì giỏi hơn họ cả. Xong rồi họ suy nghĩ là mình sang đây chỉ là làm nhân công cho họ thôi, chứ không phải là mình sang đây để học hay là sang đây để phát triển sự nghiệp. Họ chẳng bao giờ nghĩ là người Việt Nam sang đây để phát triển sự nghiệp gì cả. Họ cho rằng là người Việt Nam sang đây chỉ để kiếm tiền, chỉ để làm kinh tế, mà cũng thật sự là cũng đúng. Nói chung là họ khá là coi thường người Đông Nam Á, chứ không có riêng gì người Việt Nam, nên các bạn đừng có lo là người Nhật họ ghét người Việt Nam. Không có, họ coi thường người Việt Nam. Họ vẫn đối xử rất là vui vẻ nhã nhặn với mình, nhưng mà họ không cho rằng là mình giỏi, họ không cho rằng là mình xứng đáng sự tôn trọng. Đặc biệt là các việc như là người Việt Nam trộm cắp quá nhiều, vi phạm luật giao thông, xong rồi chống đối cảnh sát, giờ này gần đây thì xảy ra nhiều lắm, nên bị coi thường là cũng là điều dễ hiểu thôi. Bên cạnh đó thì họ cũng cực kỳ coi thường người da đen, Nepal, Sri Lanka sang Nhật rất là nhiều, họ coi thường ra mặt luôn. Và thêm một đặc điểm nữa là
người Nhật á, cái môi trường, cái địa lý của họ khiến cho cái gen của họ nó không có hôi. Khi mà họ làm việc cực nhọc, họ đổ mồ hôi, nó không có hôi dữ dội so với lại người da đen, những người đến từ những cái khu vực như là châu Phi hay là Nam Mỹ hay là những cái khu vực hướng đó đó. Nói chung là sống trong cái khu vực địa lý nó rất là nóng bức, và nó dần dần nó hình thành lên cái cơ thể con người á, cái gen của nó rất là dễ bị đổ mồ hôi và có mùi. Và mình rất là bực bội khi mà mình biết một số người, mặc dù là chỉ là quen biết thôi, nhưng mà mình rất là bực bội khi mà ở chung với họ xong rồi có người da đen bước qua cái thế là họ sai, xong rồi mình what the fuck, rồi một cái kiểu rất là phân biệt đối xử cực kỳ xấu, cực kỳ không tốt. Trước mặt người khác thì họ vẫn vui cười hi hello, nhưng mà người ta vừa đi qua cái kiểu của họ như vậy rất là đáng ghét luôn. Nhưng mà tồn tại những người Nhật như vậy đó hoàn toàn là sự thật, thì không phải phủ định được. Dĩ nhiên là mình đứng ở một góc cạnh khách quan thì mình không phải là khen tất cả người Nhật, không phải chê tất cả người Nhật, nhưng mà có tồn tại những người Nhật đáng ghét như vậy. Nhưng mà ra cũng có tồn tại những người Nhật rất là dễ thương, tức là đối xử, cố gắng đối xử bình đẳng với mọi người, mặc dù trong lòng họ giống như là họ được nuôi dạy trong một cái nền giáo dục cho rằng là Nhật là tốt nhất, nên họ rất là coi thường những nước Đông Nam Á. Người Nhật mà có cơ hội đi du lịch á, với lại họ có rất là nhiều tiền, họ thường là sẽ đi du lịch những nước châu Âu kiểu như là Pháp hay là Ý, rất là thích đi Pháp với Ý. Xong rồi ở khu vực này thì chỉ đi Úc mà thôi, còn Úc với Hàn Quốc, tại vì Hàn Quốc nó cũng rất là phát triển, còn lại là đi Mỹ, đi Hawaii. Xong rồi có lần nhiều khi mình hỏi chuyện một số người, mày để đi du lịch những nơi nào, mày thích những nơi nào. Ôi, tao từng đi du lịch ở New York rất là vui. What? Đi du lịch mà sang New York thì còn gì là du lịch. Cái xong cái mình giới thiệu sao không đi những cái nơi mà về thăm thú thiên nhiên, đi những cái khu vực trong châu Á vậy nè, có những nơi rất là đẹp. Không có thích bởi vì nó không an toàn. Ở Nhật rất là an toàn, với lại những nơi đó nghèo khó, sợ không an toàn mà đi New York. Nói chung là tư tưởng của người Nhật thì cực kỳ xính ngoại và cực kỳ xính Mỹ luôn. Thì đó là một cái sự thật. Ví dụ như các bạn đi ra ngân hàng cũng vậy. Thật ra thì nó có quy luật ở ngân hàng hết rồi, chứ cũng không phải là tư tưởng xính ngoại chung. Nhưng mà các bạn có nhìn thấy được là cả một cái hệ thống. Nếu như mà các bạn có hộ chiếu từ Mỹ á, thì các bạn sẽ có thể làm thẻ ngân hàng nhanh hơn, rồi các bạn có thể làm thẻ credit nhanh hơn, rồi các bạn có thể có working holiday, có ngày có thể làm việc ở Nhật dưới dạng đi du lịch cả một năm trời, rất là thoải mái. Ví dụ như các bạn là người Philippines chẳng hạn, đi qua không lấy được credit card liền đâu, rồi ngân hàng làm thì cũng khó khăn, rồi muốn đi qua làm việc dưới dạng visa mà du lịch á, là chỉ được temporary visa, visa tạm thời 3 tháng mà thôi. Nói chung là cái gì Mỹ là cũng được ưu tiên. Nhưng mà cũng đúng là ở hàng Mỹ nó lúc nào cũng trợ cấp giúp đỡ anh em với hàng Nhật, nên cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà cả một cái bộ phận tư tưởng người Nhật đều cho rằng là người Mỹ rất là tốt, người Mỹ thế này thế nọ. Ví dụ như các bạn đi xin dạy tiếng Anh chẳng hạn, cho dù trình độ các bạn có tốt lên thế nào đi nữa, mà so với một người Mỹ á, thì lúc nào các bạn cũng bị lại. Mặc dù hàng Mỹ đó là Tây Ba Lô, phát âm hoàn toàn sai, viết typo không, viết sai chính tả không, nhưng mà nó vẫn sẽ được nhận chỉ vì nó là người Mỹ. Xong rồi thậm chí là giữa một người Mỹ và một người Đức phát âm tiếng Anh rất là tốt, nhưng mà trong lòng họ đều suy nghĩ là Đức là phát xít, trong khi ngày xưa Nhật cũng là phát xít. Đức là phát xít. Xong rồi các thể lại chắc là suy nghĩ, quan niệm, tư tưởng sống của người Đức không có tốt, không có bình thường, không có thể làm teamwork. Mình biết một số người Đức đi làm thường hay bị từ chối từ vòng gửi xe, không được vô interview nữa. Còn người Mỹ là tính cách người Mỹ rất là outgoing, rất là vui vẻ, chúng ta có thể thuê người Mỹ vào làm. Họ ra rất là nhiều người Mỹ kiểu Tây Ba Lô, họ là loser, không sống được ở nước họ nên họ mới đi chu du những nước khác. Ví dụ như những người Mỹ đi dạy ở những trung tâm ngoại ngữ là họ căn bản là không hề có một tí kỹ năng sống nào, không có kỹ năng làm gì khác, nên họ mới đi dạy tiếng Anh thôi, họ mượn cái ngôn ngữ của họ. Thành ra nhiều người họ cũng thuộc loại lười làm, không có kỹ năng, nhưng mà giỏi nói, giỏi khoe thân. Thật sự là có tồn tại những người như vậy. Tóm lại là một cái cú sốc văn hóa khiến cho mình rất là bực bội ở Nhật là người Nhật quá xính Mỹ và quá coi thường các nước Đông Nam Á và người da đen nói chung. Mặc dù họ lúc nào cũng vui vẻ, hòa thiện, hòa thuận và thân thiện với chúng ta, nhưng mà sâu trong con người họ thì tùy vào mức độ
nhân cách nhưng mà họ vẫn sẽ coi thường chúng ta. Thì cũng đúng thôi, đất nước mình nó không có phát triển mà đất nước họ nó bị coi thường là cũng đúng. Nhưng mà thi thoảng thì cũng phải tủi thân chứ đúng không mấy bạn? Ok, video clip ngày hôm nay nói về những cú sốc văn hóa phần 7 của mình. Cũng có những cái hay, có những cái vui, nhưng mà bên cạnh đó cũng sẽ có những cái khá là buồn khi mà nói về Nhật. Thật ra mình không có muốn nói về cái này, nhưng mà tại vì nhiều bạn cứ hay đặt câu hỏi cho mình là người Nhật có ghét người Việt Nam hay không, nên phải làm câu cuối cùng nói về chuyện đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mọi người.